Thank you.
grub 'em till we can't feel our feet, then go and lay down somewhere nice to watch that sunset settling under the streets. Then hang with the locals, get a whole lot loco with everyone that we meet. Chúng tôi đi lặn biển bắn cá và bây giờ là đi về. Và hành trình của anh em chúng tôi cũng sắp kết thúc rồi. Bây giờ mọi người một phụ nhau một tay để mà gom cá lại để đưa lên bờ. Hành trình của anh em kết thúc tại đây. Chào anh tài công nha. We've been punching that clock, working 9 to 5 for 2 weeks now in a row. Haven't done anything fun since, well, I don't know.